Chào mọi người, nước sông Bé thì rút nhiều rồi nha các bạn. Tầm này thì nó sẽ rút về cuối năm và nước nó sẽ cạn luôn á. Thì mấy bữa nay mình ở nhà làm việc nhà, mình đi câu nước lũ mớm dữ quá, thành ra là không có niềm tin đi các bạn. Thì mấy bữa nay cũng suy nghĩ về công việc nhiều lắm. Từ giờ tới cuối năm có thể sẽ nhiều chuyển biến các bạn ơi. Cũng có thể là mình sẽ nghỉ luôn. Tại vì thực sự ở nhà mình là rất là nhiều công việc cần phải làm, mà mình thì phải có thời gian mình mới làm được. Hoặc là có thể là chuyển biến một tuần mình đăng ít video hơn nhưng mà nó sẽ có chiều sâu hơn chẳng hạn. Nói chung là mình đang tính toán lại các bạn, ở nhà còn rất là nhiều việc để làm luôn. Nhưng mà thôi cái chuyện đó thì bỏ qua một bên đi, từ giờ tới cuối năm là mình sẽ biết thôi. Nước rút như này thì tranh thủ đi câu nha mọi người, không đi câu là người ta câu hết cá đó. Bây giờ mình cũng xuống đây. Chùm trái bí nha các bạn ơi, mình chưa có xin luôn ấy đó. Này là chôm đúng nghĩa đen. Trái này về nó cũng chưa già lắm đó. Về nấu cháo cho ông cu ăn đấy, ngon chưa. Giờ đi câu thôi nha mọi người ơi. Đó, vô chưa có cá mà có bí về đó. Thì mồi câu đây các bạn ơi, đây nè. Đó, quá trời trùng luôn. Nước rút này thì hy vọng là cá nó sẽ ăn rồi. Thì bữa giờ nó rút mấy ngày rồi bạn, có thể cá nó đói á. Rồi, lên đường. Đây, hình ảnh cái bụi cỏ nó trơ trọi sau lũ các bạn. Năm nào cũng vậy, cứ sau khi lũ rút là cái bụi cỏ nó sẽ không còn cái lá nào hết các bạn ơi. Trơ ha. Khi nào mà thấy cái bụi cỏ mà nó sơ sát vậy là câu được á, câu cá ngon á. Rồi, mình ra cần thôi. Rồi, ra câu thôi các bạn ơi. Bữa nay là sóng đánh rất là mạnh. Hồi nãy giờ mình ngồi mình tóm thẻo rồi móc mồi mà sóng nó đánh nghe quẩy quá các bạn ơi. Đây ra cần đầu tiên nha. Ủa, ui trời. Sóng nó đánh, một tí nữa là trời nó nắng. Ui, giật rồi. Ui, bự. Rồi, cá lăng rồi các bạn ơi. Vừa ra cần được chắc 2 phút. Con này ít lắm, này nửa ký. Lăn rồi. Ui, chưa được nửa ký. Đây. Đó, ra cần được 2 phút nha mọi người. Lũ rút cầu ngon không? Trời, tưởng hàng rồi, kéo hút cần đã quá. Thôi, vậy được rồi. Con này mà cũng mở hàng được con này là cũng rất ngon rồi. Đây. Cá lăng đuôi đỏ sông Bé nha mọi người. Sau khi lũ rút thì lũ rút phải 2-3 ngày sau á thì cá nó mới đói và mình câu mới ngon. Đấy. Còn cái hôm mới rút thì câu bữa đó mình cũng đi nhưng mà câu không nhích cần luôn các bạn. Đây, hôm nay thì chắc là cá đói rồi. Con cá nó ăn xong cái mồi còn y các bạn ơi. Nó vừa nó giật cái mình giật luôn rồi. Đó. Hôm nay tiếc một cái là mình không có trái sung đánh các bạn. Này có trái sung đánh cũng ngon lắm. Đó, ui giật nữa kìa. Rồi. Mấy mày vậy. Rồi xảy rồi. Chà, cá bữa nay là làm ngon đó nha. Buông rồi các bạn ơi. Ôi, đóng cúp cần đã quá à. Trời, sóng. Sóng nó đập hết luôn. Ui, có. Mình đang thay mồi các bạn. Có. Rồi, lại bung nữa rồi. Không hiểu vấn đề gì luôn các bạn. Kỳ vậy ta.
cá nó ăn cũng mạnh đó mà không có dính các bạn. Để xuống là nó hết mồi không à. Không hiểu sao cá nó không ăn lại các bạn ơi. Được mỗi con đầu tiên á. Kỳ không biết. Mình tháo cần nha, mình sẽ di chuyển xuống phía dưới. Vô bờ câu thử coi. Chỗ này mới thả xuống ăn mầm luôn mà giờ chịu rồi. Nước nó thay đổi rồi. Rồi mình đậu vô cái ụt cá lăng rồi các bạn ơi. Lâu lắm rồi không có câu cái bãi này ha. Giờ nước nó cũng, bữa nước lũ nó cũng đánh tan nát cái chỗ này. Rồi. Đây, ụt cá lăng nha mọi người. Ui, cá chạch, ăn hồi nào không biết. Rồi, rớt luôn rồi, may quá các bạn ơi. Chà. Ui, dưới mắt tiêu rồi. Để từ mình lấy nó lên nha các bạn. Ăn câu hồi nào không biết luôn á. Chưa nuốt lưỡi luôn rồi. Ui, có, đây đây. Đó, nhấp thôi các bạn ơi. Còn gì đây. Dính rồi đó. Chặt đi, chặt bự đi. Ui, cá rảnh các bạn. Chà. Còn em rảnh nha. Cái con cá chạch hồi nãy nó chui xuống cái tấm ván dưới thuyền các bạn ơi. Giờ mình phải về bờ mình mới lấy ra được. Rảnh to này. Chuẩn bị tới mùa câu cá rảnh rồi nha. Cái nước rút xuống cái là làm lăn xê. Trời nó lạnh á, lăn xê chua chua, mồi chua chua đi câu ngon lắm. Đang vẫn đang ngồi chờ con cá lăng bự. Có nha. Cá chốt. Chà. Đánh mồi nhỏ thì có, mồi lớn thì im ru các bạn ơi. Đây nè. Đánh mồi nhỏ thì có cá nha. Lấy ra cá về kho rồi. Mồi lớn thì im quá. Thôi nhưng mà vẫn phải duy trì cái cần mồi lớn nha các bạn. Bắt cá bự. Lâu lắm rồi chưa có được con nào to hết. Đây đây. Đó. Chắc là phải đổi chỗ chút xíu nữa rồi. Cá ăn yếu quá. Nhấp nháp đây, biểu hiện. Đó. Mới thả này. Mình vừa đổi chỗ chút xíu các bạn ơi. Chỗ này nó hơi nắng. Mà ráng ngồi thử coi. Nước lũ rút rồi mà câu cá cũng ngon. Cái này đi kiên trì. Mồi nhỏ thì mình đánh sát bờ nè. Đó. Cái chỗ này cũng sâu lắm nha mọi người. Tuy sát bờ nhưng mà có cái bực. Ui, cây cần dài kìa. Ui, đây. Đó, đó. Rồi. Còn gì đó không biết. Cá không to lắm. Lên nè. Ui, nặng vậy. Ui. Hơi nặng các bạn ơi. Con gì vậy? Cá lăng các bạn ơi. Lăng vàng. Sao kéo nặng dữ vậy ta? Cá cũng đâu có bự đâu. Nè các bạn. Kiếm mấy con về kho ăn ha. Nó trắng bóc luôn các bạn. Ui, cá lăng vàng là trắng bóc luôn. Là nước đục quá mà. Ôi, vô giỏ nha. Ui.
lên. Cá đây nó khoái trùng hổ các bạn. Không có bự nhưng mà có cá kéo là vui rồi. Chà. Lăng. Rồi hôm nay về có một nồi kho tiêu rồi nha mọi người ơi. Một con lăng nữa nè. Cá bự này nó trốn mình hết rồi. Đây. Đây. Một con lăng nữa các bạn. Mấy con cỡ này về kho nghệ các bạn. Đây có một cá chạch nữa đó. Trời, cá nhỏ xíu. Lăng giống. Lăng giống bữa nay nhiều lắm các bạn ơi, mình thả xuống là nó ăn kìa. Đấy. Một con này. Thả lại nha. Thả xuống một rỉa mồi ác luôn. Này nữa nè. Ôi có. Lại nó nữa. Ý, cá chèn. Ngon ghê các bạn ơi. Sorry nha, tưởng cá lăng giống là lại đang tính chửi. Tràn kết, mình tràn lá các bạn ơi. Hôm trước mình đăng cái con cá kết lên mạng thì mình có kêu là cá tràn, các bạn nói lại quá trời luôn. Nhưng mà nó con cá kết á, vẫn là con cá tràn nha các bạn, nó là họ cá tràn. Chỗ mình thì gọi là tràn kết. Còn con này là con cá tràn lá nè, bởi vì nó rất là mỏng. Không nhanh à. Tràn lá thì nó không bự nha mọi người, cỡ này thôi. Thì vô vỏ luôn. Ui ui, đây, cái cần màu trắng. Đang quăng câu các bạn. Ý trời, cá rảnh mà chạy ác không. Cá rảnh mà giật xuông ra mọi người. Một em nữa vô bộ sưu tập nha. Chỗ này nước chảy vậy mà có cái rảnh á. Hay thiệt. Ui, có. Ui, con này nặng đây. Cá lăng rồi các bạn ơi. Chạy như kiểu cá lăng. Đúng rồi. Ui, nước xiết kéo cá nhỏ mà nó nặng. Đó. Thôi, mình cũng chắc rút quân nha mọi người ơi. Nắng quá. Ngồi tới 1 giờ mấy trưa luôn à. Thôi, thu cần nha. Tí nữa về nhà mình báo cá mọi người sau. Giờ lò chạy, nắng quá chịu nổi. Ủa, mình dọn lên rồi các bạn ơi. Thực sự năm nay cá sông Bé nó khá là hạn cá luôn. Được có mấy con về kho thôi. Đây là bạn biết nè. Con cá lăng nó ọc ra nè mọi người. Nó cắn câu nó đau á, nó nằm trong cái vỏ cá nó ọc ra nè. Để nữa nè. Thôi, nó ăn tàn tép thứ dữ không. Ghê chưa. Đó, cá lăng nó ấy ra đó. Được mọng chạch cũng khá là ngon. Chạch năm nay thì lại hiếm. Ui, thôi thu đồ về các bạn. Trễ rồi, đốt cơm rồi. Loại dược liệu vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe. Mình thì rất là thích dùng cá suối mình kho với nghệ thì ăn nó ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Tiêu. Nước mắm.
ơi các bạn ơi, vừa thu hoạch được mớ mướp với lại bầu với lại bí đỏ các bạn. Cái này thì vừa hái rồi mình xếp lên mình chụp hình cho ông con ở nhà, ông sắp thôi nôi rồi các bạn ơi. Chụp vài tấm hình. Rồi mấy cái này mà vô luộc liền á, ăn ngon lắm các bạn. Thì tối nay mình có cái cá kho các bạn, mình kho hồi trưa. Thì bây giờ mang trái bầu vô luộc ha, luộc chấm cá tối ăn ngon lắm. Bãi chiến trường mình đây các bạn. Cá này mình kho từ lúc xế chiều các bạn ơi. Giờ đang kho lại nước thứ hai để cho nó ngấm á các bạn. Còn bầu thì mình nói là đi luộc nhưng mà bây giờ nấu canh luôn rồi các bạn ơi. Vì tối nay nhà không có canh ăn. Bầu mới cắt lên nấu ngon lắm. Cho nhiều tiêu vô cho nó ngọt nước.